Cô Hơn là người nhân hậu, chứ phải tôi á, tôi xé xác lão đột ra. Ông Bánh, ông có dám bắt chước lão đột giờ cái trò ân hận không? Đã bao lần tôi định nói với bà. Tôi biết ông định nói gì rồi. Giá nó là con dai ấy, thì tôi cũng định rước nó về để sau này có đứa chống gậy cho ông. U nó đã bỏ làng đi, thầy nó còn sống sờ sờ ra đấy, tôi cũng chỉ để đạp với bà thôi. Ông có dám quỳ như lão đột không? Nếu bà muốn thì tôi cũng quỳ. Tôi đang thuyết phục bà nhà tôi cho cái bè nó về nhà. Bác nói nhỏ thôi, không nó nghe thấy đấy. Cô có nhận được tin gì của mẹ nó không? Liệu nó có gửi tiền về? Nghe đâu nó làm trên nhà máy dệt ý. Khi nào có điều kiện, cô cho tôi gửi lời thăm. Ông đuổi cô ra khỏi làng rồi, còn hỏi han cái gì nữa? Ấy chết, đấy là bà nhà tôi. Tôi vẫn còn thương cô Liễu lắm. Ông về đi. Cô nương này, cô có biết lão đột đang quỳ ở cửa nhà Hơn để xin tha tội kia kìa? Mặc kệ lão, lão có quỳ cả năm cũng không hết tội đâu. Lão ấy tuyên bố sẽ quỳ ở nhà bà Hơn cho đến khi nào bà ấy tha tội đấy. Nó nói là làm đấy. Khác con ạ. À, bây giờ muộn rồi. Con không ngủ được, cô dạy con hát đi. Yên bàng thầm sư hiểu ngư châu. Yên bà thầm sư vắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu đem mộng sương nghi đỏ với chân thân thời cũng hết. Vắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu. Tao không phải con hoang, tao có thầy, thầy tao muốn đem tao về. Nói láo, đồ nói láo. Tao có thầy, tao không nói láo. Đồ nói láo, đồ nói láo, đồ nói láo, đồ con hoang, đồ con hoang, đồ nói láo. Đồ nói láo, đồ nói láo, đồ con hoang. Cả lớp thật tô, cả lớp thật tô. Tất cả về chỗ cho cô. Sao hôm nay Thục Anh lại đứng lên trên bàn? Thưa cô, tại chúng nó không tin em. Các em phải tin bạn chứ. Nào, Thục Anh, nói cho cô nghe có chuyện gì nào. Đêm qua, em thấy thầy em nói chuyện với U Nương. U Nương bảo cho em về nhà thầy em. Thế em có nhìn thấy thầy em không? Không, em giả vờ ngủ. Chúng mày im đi. Thầy ta tên là Bánh. Thầy cô dâu cũng tên là Bánh. Em nói lại cho cô nghe. Thưa cô, thầy em tên là Bánh. Các trò ở yên trong lớp. Đợi cô nghe chưa? Cái gì? Cái gì đấy? Sao? Sao mày phải khóc? Thầy con. Thầy mày làm sao? Thầy mày làm sao mà mày cứ câm như hến thế? Thầy có con riêng. Khẽ mồm. U biết rồi phải không?
Cái chuyện răng hoa của thầy mày á, tao biết tỏng từ lâu rồi. Mà này, tao nghĩ không chỉ có con bé đâu. Mỗi khi cứ nghĩ đến nó là tao điên hết cả máu lên. Mà mắng chửi lão ấy thì lão ấy bảo là đi kiếm đứa để nối dõi tông đường, nên tao không làm thế nào được. Nhưng mà con xấu hổ lắm. Không việc gì mày phải xấu hổ. Mày cứ chửi vào mặt cái đứa nào ấy là thầy mày còn hơn khối người. Con gái làng này còn theo đây ra đấy. Thế U không ghen à? Ghen mà làm ra thóc gạo để nuôi chúng mày thì tao cũng ghen. Các em sao lại ngồi hết ở ngoài thế này? Bè, em lại đánh nhau phải không? Chúng em vừa cho chúng nó một trận. Tất cả theo cô vào lớp. Nhanh lên nào.